em là chủ trường mầm non. Dạ. Em có thương con nít không? Em cưng tụi nó lắm luôn á. Chị bây em giờ... cưng trẻ con, em có cưng người lớn không? Dạ cưng lắm luôn á. Cưng luôn hả? Dạ. Trước tiên á là chị thấy là giữa em với bác sĩ bên kia kết hợp nhau là rất là thuận lợi, như mình chăm sóc cho các bé luôn đúng không? À. Dạ nhưng mà ảnh làm công việc gây mê hồi sức. Không biết ảnh gây mê rồi ảnh có hồi sức không? Hên xui. Hên xui à. Bác sĩ thấy sao bác sĩ? Thích rồi đó. Không sao thích cái gì? Em thích nghề giáo viên. Nghề giáo viên hả? Nghe giọng dễ thương quá. Yeah. Em ơi em yêu trẻ như vậy em có thời gian yêu người lớn chưa? Dạ bây giờ thì chưa, nhưng mà tùy theo người lớn, nếu mà người lớn đáng yêu hơn trẻ thì mình phải nhín thời gian cho người lớn chứ ạ. À? Từ xưa giờ chưa có mối tình nào hả? Dạ chưa bao giờ. Chưa bao giờ? Dạ. Vậy là được. Xin mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Dạ em là Dương Xuân Thắng. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi ạ. 25 đến từ đâu? Em đến từ Buôn Mê Thuột ạ. Buôn Mê Thuột, bạn làm nghề gì? Dạ em là bác sĩ ạ. Ủa bác sĩ nữa hả? Bác sĩ nữa. Sao nay mình có duyên với bác sĩ vậy ta? Bác sĩ chuyên khoa gì bạn? Dạ gây mê hơi sức ạ. Rồi mời bạn khác của mình. Dạ, con chào chị Huyền Linh. Dạ, con chào chị nào. Ủa, xin lỗi. Chào chị Huyền Linh là sao? Dạ, em chào chị Cát Tường. À, dạ, con chào chú Huyền Linh. Trời. Chào chị Cát Tường nha. Chào chú Huyền Linh nha. Dạ, chú Huyền Linh chào con. À, em bao nhiêu tuổi rồi? Em dạ, tên gì? Em tên là Lê Thanh Hương. Em năm nay là 25 tuổi. 25 tuổi. Và em là giáo viên mầm non ạ. À, giáo viên mầm non là mình đi dạy cho người ta hay là trường công hay trường tư hay là như thế nào? Dạ, cái nhà trẻ nho nhỏ này là em mở ạ. Em mở luôn? Dạ. Và em là chủ trường mầm non? Dạ. Em có thương con nít không? Em cưng tụi nó lắm luôn á. Chị bây em giờ... cưng trẻ con, em có cưng người lớn không? Dạ, cưng lắm luôn á. Cưng luôn hả? Dạ. Trước tiên á là chị thấy là giữa em với bác sĩ bên kia kết hợp nhau là rất là thuận lợi, như mình chăm sóc cho các bé luôn đúng không? À. Dạ nhưng mà ảnh làm công việc gây mê hồi sức. Không biết ảnh gây mê rồi ảnh có hồi sức không? Hên xui. Hên xui à. Bác sĩ thấy sao bác sĩ? Thích rồi đó. Không sao thích cái gì? Em thích nghề giáo viên. Nghề giáo viên hả? Nghe giọng dễ thương quá. Yeah. Em ơi em yêu trẻ như vậy em có thời gian yêu người lớn chưa? Dạ bây giờ thì chưa, nhưng mà tùy theo người lớn, nếu mà người lớn đáng yêu hơn trẻ thì mình phải nhín thời gian cho người lớn chứ ạ. À? Từ xưa giờ chưa có mối tình nào hả? Dạ chưa bao giờ. Chưa bao giờ? Dạ. Vậy là được, có được hôn lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Trời ơi 25 tuổi mà chưa được hôn lần nào, sao thiếu sót dữ vậy? Rồi bác sĩ bên đây nè. Có khi nào bạn gây mê cho bệnh nhân mà lúc bệnh nhân mê rồi mình nhìn thấy bệnh nhân đẹp quá không? Câu hỏi này nhạy cảm quá. Nhưng mà bệnh nhân gây mê vào là phải lột sạch hết quần áo mà thì làm xong công việc của mình. À, nhưng mà có khi nào có cảm tình với một bệnh nhân nào chưa? Dạ chưa. Nhưng mà lý do tại sao không có tình cảm với bất cứ cô nào? Thì do đi học thì em tập trung chủ yếu vào việc học, với lại cũng hơi tự ti với bản thân, là cũng tích lũy chưa có được nhiều nên em cũng chưa có muốn tìm người yêu. Bạn làm bác sĩ được bao lâu rồi? Dạ em chỉ mới ra trường năm nay thôi. Ủa mới ra trường thôi hả? Dạ. Hiện nay đang làm bệnh viện nào? Dạ em làm ở bệnh viện Đại học Tây Nguyên ạ. Đại học Tây Nguyên ở Buôn Ma Thuột luôn. Dạ. Lý do nào bạn đến thành phố để tham gia chương trình này? Dạ em đang ôn thi vào cái lớp 6 đại học ạ. Rồi bạn xem chương trình hay là người nào giới thiệu? Dạ em xuống Sài Gòn thì do em con một nữa nên là mẹ nhà cũng mở hay mở tivi xem, nên mẹ xem thấy hay hay mẹ giới thiệu em xem cho đỡ buồn. Em xem em thích em đăng ký. Ủa bạn nữ bây giờ mình đến chương trình là tìm người yêu hay là mình muốn để là kết hôn luôn? Ý định là em tìm bạn có ý định lâu dài luôn. Vậy thì cái mẫu người lý tưởng của bạn, bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Thanh niên nghiêm túc, có lối sống lành mạnh, có lý tưởng. Bạn có cái hình mẫu lý tưởng cái người đàn ông mà bạn muốn là như thế nào không? Đó là chú Huyền Linh đó. Wow. Cỡ bằng 1/10 như vậy là được rồi. Cảm ơn. Bạn trai mình không thích người bạn nữ mình ở điểm nào vậy bạn? Dạ em không thích bạn nữ quá ngang bướng, không thèm lắng nghe ý kiến của người khác á, bảo thủ về quan điểm của mình. Để tiêu chí chọn người yêu thế nào? Về tính tình thì nó giống như là nhân vật Hoàng Dung trong Thần Điêu Đại Hiệp á. Em có biết cái nhân vật này
Nhưng mà theo em biết á, chỉ có người hiền lành như Quách Tĩnh thì mới có thể chấp nhận được Hoàng Dung thôi, chứ cỡ như mà Dương Khang là đâu có chịu nổi đâu. Thấy chưa? Bên này giống Quách Tĩnh không? Cũng hơi giống giống. Hơi giống giống đấy. Bây giờ em không thích cái điểm nào ở người bạn trai của mình? Chỉ là đừng đẹp quá. Phải không? Ủa sao kỳ vậy? Người ta tìm người đẹp, sao em đừng đẹp quá là sao? Tìm người đẹp quá thì em phải bận tâm chứ, cái việc lúc nào em đi kế bên em phải làm sao cho mình phải đẹp cũng bằng hoặc hơn. Ủa vậy là giờ xấu cũng được hả? Mập ốm gì cũng được hết trơn hả? Dạ xấu. Sao em dễ dãi vậy? Chú được không? Chú mà xấu ai mà chịu nổi chứ. Trời. Dễ thương ha. Dạ. Sao con kêu bà chú bằng chú hoài vậy? Tại chú già. Dạ. Không phải. Rồi cảm ơn con nhiều, để qua chú nói mình này đẹp trai lắm, đẹp hơn chú nhiều. Trời ơi, nhưng mà không được, nói nghe nè, trước khi mà chị qua chị coi mặt chị phải hỏi em, bữa nay em đi tới chương trình là em đi tới với ai? Dạ em đi với mẹ, em gái và một người bạn thân. Ồ vậy hả? Có mẹ nữa hả? Đâu mẹ em đâu? Dạ chào cô. Dạ cô thấy anh bác sĩ ở bển sao cô? Thấy cũng được. Được hả cô? Mà sao con gái cô không có dễ dãi quá, không có cần thiết ngoại hình rồi vậy sao vậy cô? Không dễ đâu nha. À có nghĩa là nói vậy chứ không phải vậy hả? Không phải. Tức nói chung á là đòi hỏi về hình thức á thì không nhiều. Dạ. Nhưng mà đòi hỏi về nè, nội tâm, tính cách thì rất quan trọng. Dạ. Hai em ơi, hai em cầm cái bảng gì cao cao cho chị không đọc được chữ. À, trân trọng mọi thứ là phương châm của em. Thật ra nguyên bản của nó là như thế này: trân trọng mọi thứ là phương sao chăm sóng của tôi, kể cả bạn. Những người xung quanh tôi thường là những người rất là dễ thương. Thì không biết là bởi vì tôi là người may mắn hay tôi cũng là người dễ thương. Không biết bạn có muốn tham gia trong nhóm này không? À, thật là ý nghĩa đó. Ở bên kia là có mẹ đi theo ha. Ở bên đây không có mẹ. Như trước khi đi mẹ có dặn gì không? Thì mẹ dặn cố gắng kiếm người yêu cho mẹ vui. Kiếm người yêu cho mẹ vui thôi hả? Chứ em không vui hả? Em vui lắm chứ anh. Mẹ có ra tiêu chuẩn chọn con dâu thế nào không? Một tiêu chuẩn thôi là hông to là được. Hả? Ủa, chọn hông to hả? Dạ. Để làm gì? Mẹ muốn hông to gì đẻ. Sao? Hông to là sao? Gì đẻ chị. Ở rồi bên đây hông nhỏ rồi, không có to rồi, giờ sao ta? Ai biết. Thôi, vậy đi coi mắt hay là coi hông? Không, đó tiêu chuẩn của mẹ em thôi, còn em thì... Tiêu chuẩn em sao? Về hình dạng thì đừng có quá gầy, có da có thịt, đại khái cỡ như chị nhưng mà đừng trẻ như chị là được, trẻ hơn. Trời ơi, bác sĩ chơi chữ tôi kìa, câu đầu tôi kính mừng tôi chưa kịp cười nữa. Rồi gì nữa, không thích gì nữa? Nói chung không to được rồi. Người ta không có to. Đó. To nào mà to. À, hỏi bạn gái bên kia lúc giận dữ mặt bạn có dễ thương không ạ? Giận dữ mà mặt dễ thương hả? Con gái có người lúc họ giận nên nhìn họ rất là dễ thương. Vậy hả? Mình muốn lâm lanh nhưng mà nhìn mặt cáu cỏ mà khó chịu quá là như lúc mình lại không muốn lâm lanh. À. Rồi đến chút kia bằng kia. Bây giờ sao? Mở màn lên là bên đây là làm cho bạn làm sao cho bên đây người ta giận đi. Rồi mình coi thử coi giận là có dễ thương không nha. Ok. Trời ơi hông to. Rồi ta kéo màn lên. Hông to hả? 2 phút các bạn sẽ gặp nhau, nhìn nhau và đi đến quyết định. 2 phút bắt đầu. Dạ. Theo tiêu chuẩn như vậy là không vậy được chưa ạ? Ok. Nếu mà anh nhường cho em hỏi trước thì em chỉ hỏi một câu thôi ạ. Đối với anh cái gì là quý giá nhất ạ? Cái mình đang có các bạn. Đây là câu trả lời em cảm thấy hài lòng nhất. Dạ. Em đã hỏi rất là nhiều người mà chưa ai trả lời được cái câu trả lời này. Nhìn em rất là xinh. Dạ em cảm ơn. Thích. Em cảm nhận về anh như thế nào? Anh là một mẫu người nhìn khá là phong độ giống như chú Quyền Linh, rất là đẹp trai. Quyền Linh ơi. Cô giáo từ cô giáo mầm non thì rất là kiên nhẫn. Bây giờ thí dụ như giờ em tưởng tượng đây là giờ học sinh mầm non của em đi. Em sẽ dạy cho bé này một bài hát. Bé tập hát thử coi như thế nào. Chúng ta có một phút để dạy bài hát này. Chuẩn bị 2, 3, bắt đầu. Nghe anh hát câu dân ca sao mượt mà lòng em thương quá. Một câu thôi. Bé dạy bé mà dạy khó quá vậy trời. Dạy đi, dạy bắt đầu. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà, sao mượt mà lòng anh thương quá, lòng anh thương quá. Đó, cái này anh nói nha. Giỏi quá à. Cái chữ thương này là anh nói nha. Trời ơi, nhưng mà cô giáo ơi, cô giáo dạy học trò mà em bé mà cô giáo dạy bài người lớn nha, cô giáo phải dạy bài em bé rồi mới được. Thôi hết giờ rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ và quyết định nhấn nút hay không nha. 3 2
1. Trời, bấm lẹ ghê. Bác sĩ bấm lẹ lắm. Vừa chưa tới 1 là bấm liền. Ông cô giáo cũng lẹ lắm. Hai người rất là dễ thương á. Ha, bắt tay nhau đi được rồi đấy. Bác sĩ nắm tay cô giáo một cái ha. Chúc mừng hai bạn nha. Bác sĩ cảm nhận như thế nào? Thấy rất là ấm. Ấm hả? Dạ. Cô giáo thì thấy sao? Dạ, nó hơi bị lạnh. Sao vậy? Vậy nó mới hòa hợp, âm dương hòa hợp mà. Lạnh lạnh nóng nóng với hai bên mà nóng hết chắc banh nhà quá. Chúc mừng hai bạn và mong rằng hai bạn sẽ hướng đến một cái tương lai tốt đẹp là hai người sẽ góp gạo thổi cơm chung nhé. Dạ, á, bác sĩ phải kêu tụi bằng chú nha, không kêu bằng anh nữa nha. Dạ, tụi bằng Linh ạ. Hai con cố gắng nha. Dạ. Bác dưới mời chú nha con. Dạ. Dạ. Vậy anh còn điều gì muốn hỏi em mà dạng như là muốn hỏi mà chưa hỏi nữa? Nếu mà đám cưới thì em sẽ chụp ảnh cưới đâu. Nãy giờ câu này mới vô nè. Câu này nãy giờ mới vô nè. Ở trên cho em. Anh thì có ý định là chụp ở vùng núi Đồi Thông, xong rồi mình xuống Nha Trang hay đó mình chụp ở biển. Được. Lãng mạn quá ha. Hai người lên rừng chụp đi. Nó lãng mạn, tặc răng rồi kia ha. Cặp thịt luôn. Khi mà người ta biết mình là quỷ, người ta chưa có quỷ. Cặp này không bấm, tôi bấm á. Suy nghĩ cho kỹ nha. Đè hai cái nút tôi bấm luôn ha. Chuẩn bị. Đây là một trong những hình ảnh mà người ta thấy rằng đây là muộn đó, yêu vậy muộn đấy. Nhưng mà em nghĩ yêu muộn như cặp này vậy mà nhiều khi nó chắc chắn. Rồi, chúc bây giờ cặp mình sẽ đến tiên. Cặp đôi thứ hai coi như thế nào. Không biết có yêu muộn không nha. À, rồi. Thả màn. Cặp thứ hai, mời bạn trai. Chào bạn. Rồi, mời bạn ngồi. Bạn tên gì? Dạ, em tên Nhân. Em đến từ Long An ạ. Long An? Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi bạn? Dạ, em 26 tuổi. Làm nghề gì? Dạ, em đang làm điều dưỡng công tác tại Bệnh viện Nguyễn Trãi anh ạ. À, con trai làm điều dưỡng cũng lạ nha. Dạ. Rồi, xin mời bạn gái đi. Rồi, bạn gái bước ra sân khấu. Ôi, rất là dễ thương, rất là xinh. Em tên gì? Dạ, chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh ạ. Em tên là Yến, năm nay em 23 tuổi ạ. Yến 23 tuổi, vậy giờ Yến đang làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên văn phòng ạ. Gì sao mà thấy hơi e lệ. Em hơi run một chút. Run lắm hả? Bình tĩnh, dạ. Không có gì run hết. Em mình vui, mình thoải mái nên em mình đi tìm người yêu nha. Mà xinh như vậy mà chưa có người yêu hả? Công ty em làm có bạn nam sao? Dạ, có nhiều lắm chứ. Nhưng mà các anh có đối tượng hết cả rồi. Dạ. Thì vậy? Trời ơi, thiệt là mấy người này không có cặp mắt nhìn người là như chị là chị chọn em liền luôn á. Sao em biết chương trình bạn muốn hẹn hò mà đăng ký đến đây? À, công ty cũ của em có chị Thảo rất là thích chương trình này, đặc biệt là thích cách dẫn chương trình của chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Dạ. Nên là về lục trong phòng xem là còn ai mà chưa chưa có đối tượng là bắt đầu giới thiệu. Thì chị ấy có giới thiệu để em đăng ký tham gia chương trình. À, nhưng thật sự là em cảm thấy mình muốn tìm một người để mà quen, để mà trao đổi, để yêu thương hay là muốn tính đến chuyện hôn nhân luôn? Bây giờ yêu rồi 1-2 năm nữa cưới cũng được. 1-2 năm nữa cưới cũng được ha. 1-2 năm tới 26, tới gần 30, 1-2 năm chờ nổi không? Dạ, nổi anh. Nổi hả? Dạ. Nổi em chứ sao nổi anh? Dạ, nổi anh, tới đó cũng vừa tuổi. Nhưng mà anh hỏi nè, người ta nói làm điều dưỡng là phải nữ chứ sao em làm điều dưỡng? Dạ không, em làm bên khoa hồi sức cấp cứu anh, nên cần phải có sức khỏe với lại tức là cụ thể của bạn là sao? Như là mình điều khiển máy nè, mình cấp cứu, nhồi tim. Nhồi tim tức là để cái tay lên nhồi 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 đó hả? Dạ, đây là cần phải có sức khỏe. Trực lý do sao bạn vào cái nghề này? Cũng tình cờ thôi, đến bệnh viện rồi thấy mấy anh đó làm thấy cũng thích rồi chọn nghề. Thích thôi bạn. Dạ. Điều gì? Dạ, khi mà mình cứu sống được một người anh, cái cảm giác nó lạ lắm. Hạnh phúc lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là em quyết tâm theo nghề. Bạn theo nghề hồi sức cấp cứu được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em thâm niên 6 năm anh. Cái giờ giấc làm việc của bạn sao? Giờ em cũng có lịch sẵn chị, có một cái lịch rất là lâu cả năm luôn, nên là mình có thể sắp xếp công việc được. À, có nghĩa là giờ có bạn gái mình cũng sắp xếp thời gian tìm hiểu đi chơi rồi được dạ, nha. Dạ, có lịch hết chị. Bây giờ bạn thích người bạn gái mình là người như thế nào? Em thích người bạn gái em cuộc sống giản dị thôi, từ phong cách tới lại cá tính luôn chị. Bạn bên kia có đau tim đừng lo nha. Dạ. Bên đây cấp cứu 24/24. Dạ. Rồi bây giờ em thích cái mẫu người bạn trai mình là người như thế nào nè? Anh ấy là người chín chắn, điềm tĩnh. Chị nghĩ chắc chắn là điềm tĩnh, với công việc của ảnh là anh phải điềm tĩnh, anh phải cứu người mà. Thay vào đó là hiếu thảo,
biết tôn trọng gia đình, biết kính trên nhường dưới. Nãy giờ mình yêu cầu gì đó bà thấy có đáp ứng được không? Dạ, cũng có chút chút anh. Dạ. Khuyết điểm của bạn là gì? Hay quên tên bạn mình. Em rất là nhiều bạn nên là thỉnh thoảng là nhắn tin lên lầm tên. Mốt có nhắn tin cho bồ mình nhắn nhầm người khác à nha? Dạ không, em rút kinh nghiệm rồi anh. Em chỉ nhắn em thôi chứ không có nhắn tên. Dạ. Rồi, ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là hiểu về đồ cổ anh. Em thích sưu tầm đồ cổ, cây cảnh. Biết chút xíu nấu ăn. Điều. Em không thích gì người phụ nữ? Dạ, em không thích người phụ nữ hút thuốc nè. Cờ bạc. À, chỉ hai điều đó thôi. Chắc không có đâu, giờ ít người đó. Dạ, lắm. Dạ, có chứ anh. Dạ, có, cũng có. Dạ. Rồi cô gái bên kia. Dạ. Không thích gì ở người bạn trai? À, sống không có lý tưởng. Một, hút thuốc, uống rượu, tất cả các tệ nạn xã hội. Hai, thứ ba đó là không biết tôn trọng người lớn tuổi. Trời ơi, nhiều dữ vậy đó hả? Nếu mà kể thêm thì dài lắm nên là... Thấy giọng ngọt ngào quá. Gì giật mình dữ vậy? Gì anh... cười hoài vậy? Không phải anh này đâu mà cười hoài. Được đó, được, bên này cũng được lắm nha. Được không? Đừng có quần cáo không có nha. Dạ. Giờ để các Cường xem đi, xong rồi mình mở màn cho hai người nhìn nhau luôn. Rồi. Em chào chị. Thấy được nha. Được. Dạ. Muốn lấy vợ chưa? Mình dạ. Chờ 2-3 năm nữa được không? Dạ được chị. Được dạ. Ha. Cái tâm tốt, con người cũng tốt, đẹp trai. Ồ được đó nha. Cặp này được nè. Thôi được rồi, kéo màn lên luôn đi. Cho tao gặp luôn đi. Đi về về bển luôn. Mà tôi nói tôi thấy được. Được thì giờ kéo màn lên luôn. Thì tôi nói được, đồng ý tôi là được đi. Rồi, ok. Anh cũng đâu hai người gặp quá rồi. Mở màn. Kéo màn lên. Bây giờ anh hỏi Nhân nè, mẫu người lý tưởng, người bạn gái của em là gì? Hiểu được bạn trai. Hiểu bạn trai, rồi dạ. Gì nữa? Thích đi làm từ thiện, có cùng sở thích. Phải không? Dạ. Mập lùn cao. Cái đó không quan trọng anh. Dạ. Quan trọng mặt đẹp được rồi đúng dạ. Không? Dạ. Cái tâm đẹp được rồi đúng không? Dạ. Rồi. Hai. 2 phút. Dạ. Chào anh. Quà luôn, bởi vậy ta nói người đẹp quà cũng đẹp. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Anh có chụp ảnh không? Có. Ồ, anh là thợ chụp ảnh đó. Vậy hả? Anh rất là thích chụp ảnh. Nhất là phong cảnh với lại con người trong đó thì cần thấy. Dạ. Hỏi một câu thôi. Anh thích chó hay mèo? Anh thích cả hai. Ngày xưa nhà anh có một con chó rất là cưng. Rồi nó sống cũng lâu lắm. Rồi nó mất. Từ đó anh không có nuôi nữa. Nè, lý do gì tự nhiên gặp mặt hỏi ta thích chó hay mèo? Để em biết là anh có giống em không. Lũ ta nói ta thích heo rồi sao? Mặt nó ghét giống con mèo sao luôn. Mặt là giống con... Vậy anh còn điều gì muốn hỏi em mà dạng như là muốn hỏi mà chưa hỏi nữa? Nếu mà đám cưới thì em sẽ chụp ảnh cưới đâu. Nãy giờ câu này mới vô nè. Câu này nãy giờ mới vô nè. Ở trên cho em. Anh thì có ý định là chụp ở vùng núi Đồi Thông, xong rồi mình xuống Nha Trang hay đó mình chụp ở biển. Được. Lãng mạn quá ha. Hai người lên rừng chụp đi. Nó lãng mạn, tặc răng rồi kia ha. Đu rồi cái cô gái rừng xanh đu ra hai người chụp. Nó khác liền, cưới khác liền. Em có thích mặc áo dài không? Tại vì em không tự tin lắm nên là không thích áo dài lắm. Dạ. Mặc dù rất là thích. Thích người phụ nữ mà áo dài nhìn nó mang một cái vẻ đẹp gì đó rất là Việt Nam. Còn một điều nữa, em nhìn bề ngoài thì em rất là hiền lành, dạng như Nai ấy, nhưng mà thực ra trong cũng có một con quỷ nữa. Nên là nhiều khi á em không muốn là người ta dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của mình, dạng như vậy. Không sao, cái chuyện đó không có quan trọng em. Em chỉ sợ sau này dạng như lỡ là anh có bấm chẳng hạn, tên này anh hối hận. Dạ không hối hận. Thôi được rồi. Cặp là tôi ưng bụng lắm luôn rồi đó. Mặt ai cũng thấy ghét luôn rồi nha. Rồi, đặt tay lên nút đi. Cặp thịt luôn. Khi mà người ta biết mình là quỷ, người ta chưa có quỷ. Cặp này không bấm, tôi bấm á. Chị nghĩ cho kỹ nha. Đè hai cái nút tôi bấm luôn á. Chuẩn bị. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1, 2. Bấm đi. 3. Cặp này tôi ưng lắm. Bắt buộc phải bấm mà. Không bấm tôi nhào, tôi bấm hai cái nút luôn rồi đó. Thì ghét rồi, nắm tay cái coi. Gì chị, hợp chưa? Phỏng vấn là nắm tay rồi hả? Hợp ghê luôn á thầy đó, hợp. Sao bây giờ?
Trời ơi. Gì vậy Linh? Dễ thương lắm mà nha. Đám cưới mới nha, nhớ mời tôi đi nha. Dạ, em sẽ mời anh lên rừng. Hả? Mời chị xuống biển nha. Cặp này đẻ con thương lắm nè. Nhưng mà đẻ con nhau nuôi chung đừng có chia nha. Rồi chúng ta cho nào ở tay chúc mừng hai bạn đi ha. Một đoạn nha chị. Rồi. Em hát bài Hương Tình Gái Quê. Mọi người cho em xin mời em hát tay nha. Hát lớn đi nha, lớn cho mình nghe nha. Em yêu lũy tre cánh đồng lúa chín ngát hương. Đêm từng đêm trăng sáng gái trai làng đùa vui hát ca. Bao nhiêu lời ông bướm nhưng trái tim nào đâu biết gì. Thôi được rồi chị. Hay vậy, hèn chi mà thích hát với đám đông là đúng rồi. Dạ. Rồi bên đây ho hát liền, đáp liền. Lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Bạn gái không thích gì điều gì bạn trai của mình? Dạ nghe lời mẹ. Nghe lời mẹ, em có nghe lời mẹ không? Dạ không ạ. Trời ơi. Nghe lời mẹ. Ừ, quên em sorry. Mời bạn nam xuất hiện. Ô, dữ rồi. Vậy. Rồi bạn. Chào bạn. Này. Chuẩn bị kỹ quá hả? Bạn, dạ. Tên là gì? Dạ em tên Hiếu ạ. Hiếu. Dạ 28 ạ. 28. Nói lớn lớn mà Hiếu ơi, không dạ, nghe gì hết trơn à. Em làm marketing nghiên cứu thị trường anh. Dạ rồi. Bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em, rất là dễ thương. Em tên gì, bao nhiêu tuổi? Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Em tên Thúy Diễm. Năm nay em 24 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Nhân viên 24 tuổi mà làm nhân viên văn phòng thì trong công ty cũng nhiều người lắm chứ. Mà rất là duyên dáng như vậy mà chưa có người yêu hả? Sao phải cần đến chương trình? Bên cái bộ phận của em là bên hành chính nhân sự. Mà bên hành chính nhân sự thường nghiêm lắm chị. Nghiêm nè hả? Hay là nghiêm hả? Thường á là bị người ta ghét nhiều hơn là được yêu. Sao lại ghét? Dạ tại vì hành chính nhân sự thì thường đưa ra các thông báo, các quyết định, quy định để mà gò bỏ người ta lại. Buổi việc rồi kiểm điểm nữa phải không? Dạ thì cũng giống giống như vậy á. Bạn làm nghề marketing chắc là nói nhiều lắm đúng không? Dạ. Ngoài cái mà nghề marketing bạn còn làm nghề gì nữa? Hồi trước em cũng mở công ty, sau đó cũng thua lỗ. Sau đó thì em thấy thì chắc mình chưa đủ kinh nghiệm. Bây giờ thì em thích đi làm ngoài. Cái công việc của em thì nó tạo mối quan hệ nhiều và hai đỡ cho em có kinh nghiệm hơn. Rồi sau này ví dụ em mở cái công ty thì em thành công hơn. À còn về bạn nữ của mình nè, bây giờ sở trường của em là gì? Em có năng lực gì, tài năng gì? Tài năng của em nó rải đều hết chị. Em chỉ dở có mỗi việc là vẽ tranh hay mỹ thuật gì thôi. Còn bình thường thì hơi mắc cỡ nên không bao giờ nhảy trước đám đông. Nhưng mà hát thì có thể hát được trước đám đông. Rồi, hát thử cái nghe coi. Dạ hát một đoạn nha chị. Rồi. Em hát bài Hương Tình Gái Quê. Mọi người cho em xin mời em hát tay nha. Hát lớn đi nha, lớn cho mình nghe nha. Em yêu lũy tre cánh đồng lúa chín ngát hương. Đêm từng đêm trăng sáng gái trai làng đùa vui hát ca. Bao nhiêu lời ông bướm nhưng trái tim nào đâu biết gì. Thôi được rồi chị. Hay vậy, hèn chi mà thích hát với đám đông là đúng rồi. Dạ. Rồi bên đây ho hát liền, đáp liền. Lòng anh cho yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu yêu người. Giờ tình mong manh so nhỏ ngày xanh. Đành cầm nín em đâu hay tình anh. Mùa xuân đã bên em tươi cười. Dạ tao. Dặn kìa đứng lên cái em vừa luôn anh ơi. Hay quá, đây là trai tài gái sắc rồi. Hồi xưa giờ có mấy bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chỉ có một mối tình thôi chị. Nào chia tay? Đó là mối tình sinh viên mà. Sau này á là hai bên đều đi làm rồi. Lúc đó em cũng vẫn còn đi học để học liên thông lên á. Nên không chú tâm cho việc đi làm cho lắm. Rồi không biết có phải là không hợp ý mẹ của bạn trai hay không mà bạn trai nghe lời mẹ rồi. Ủa vậy á hả? Dạ. Mà hai người quen nhau bao lâu? Dạ quen nhau hơn 5 năm ạ. Hơn 5 năm mà tại vì mẹ không chịu rồi thôi đó hả? Dạ. Dạ cái vụ này căng à nha. Rồi rồi được rồi, một lát chị sẽ hỏi mẹ bạn trai bên kia. Nhưng mà trước khi hỏi bên đó thì chị hỏi em nè, bây giờ là cái mẫu người lý tưởng của em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Xét về tính cách thì em chỉ cần chí thú làm ăn, lo làm. Bên kia thì lo làm rồi đó, mặc dù có thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Đúng rồi, giờ tới phiên em vô hốt là thành công luôn đó. Dạ em chỉ hy vọng được như vậy. Rồi gì nữa nè? Chiều cao á, ngoại hình á thì tại vì em chỉ có 1m56 thôi nên em hy vọng nửa kia của em được khoảng 1m8. Trời đất ơi, cái đầu ra. Rồi hợp luôn, à. Có luôn, có luôn. Trời ơi, nghĩ sao bây giờ? 1m9 luôn á.
Mét tám là anh với anh này cộng lại á. Còn điểm gì em không thích ở người yêu của mình? Hồi nhỏ em hay đi coi cải lương với bà ngoại á, nên ấn tượng đối với các anh tướng cướp á là rau quay nón, là bậm trợn gì vậy. Mà bây giờ em thấy những anh rau quay nón thì em hơi bị sợ. Nguyên Linh. Dạ anh... Nguyên Linh. Rau quay nón. Ta cạo rau rồi. Dạ cạo rồi thì không sao ạ. Rồi còn gì không thích nữa? Dạ chắc là chỉ có đặc điểm thôi ạ. Em cái mẫu người lý tưởng của em thế nào? Ấm ấm thon thon. Chứ cao mét mấy? Mét chín hả? Dạ không, còn mét năm mấy đến sáu mấy là được rồi. Đây nè, có bạn là được rồi. Đây nè. Dạ mình dáng thon thon giống chị Cát Tường. Dạ. Có tóc dài nhìn dễ thương, trắng, trung thủy và biết chăm sóc cho người mình yêu là ok rồi. Nó nghe, nó nghe. Dạ. Em cao mét mấy? Dạ 65 ạ. À. Chị nhìn là chị biết, chị hỏi cho vui thôi, nhưng mà chị biết dạ. là không có đạt tiêu chuẩn bên đây rồi. Dạ. Nhưng mà nói chung nè, em mà kiếm người giống như chị cũng khó lắm nha. Dạ. Hai người bị hoang tử quá. Không, em đu chị. Đu, đu vừa vừa, đu, đu quá. Ta có quyền khát khao với em, có một ước ao chứ. Không, bây giờ hỏi chuyện này quan trọng nè. Mẹ có xen vô chuyện tình yêu hai đứa không? Bây giờ yêu cho đã rồi dẫn về. Rồi mẹ nói mẹ không chịu thì tính sao? Không ạ, à, mẹ em là cho em quyết định. Cho quyết định nha, dạ, chắc dạ, nha. Dạ. Chứ đừng để mất thời gian hai đứa yêu nhau mấy năm trời, dắt về quê mẹ nó không chịu rồi bỏ con ta, nó khổ lắm à. Dạ. Hứa nha. Dạ. Bớt đi, không có giống Cát Tường đâu. Dạ. Nha. Bớt bớt chút. Dạ. Thôi cô ở giá đi cô, 1m8 mà đâu ra. Giống trước nào giống Cát Tường chi dữ thế mồ luôn, giống chi không biết nữa. À anh hỏi em nè. Dạ. Hồi đó giờ em có được bao nhiêu cái bằng cấp rồi? Trên 10 cái ạ. À. 10 trên 10 cái. Dạ. Bằng cấp gì em kể anh nghe coi. Em có 5 bằng kinh doanh. Marketing, thuốc nam, bằng võ thuật, bằng MC, bằng hát. Cái gì có bằng MC không? Không bằng gì nữa, em mười mấy cái rồi mà em quên. Mười mấy cái bằng luôn. Dạ. Em có thích bà bạn trai học cao không? Cao cũng không sao, chuyện sao em hỏi biết đường trả lời là được rồi. Wow. Mà đây cao lắm đây, mười mấy cái bằng nữa mà. Bằng gì tùm lum nhỏ. Nói em làm MC chương trình MC nào chưa? Nữa. Dạ, em làm MC của chương trình của công ty bên marketing anh. Dẫn chương trình khoảng vài trăm người chứ. Giờ em thử bằng cấp anh coi cho coi. Múa võ. Mở dạ màn lên múa cho dạ tôi thôi coi à. Với. Không, thử thử múa đi coi. Dạ thôi ạ. Võ thuật mà. Múa đây ngại lắm anh ạ. Kệ đến dạ đâu em mười mấy bằng cấp mà đâu dạ. Dạ, dạ, dạ thôi. Thôi vậy em thể hiện bằng cấp MC coi coi. Dạ. Bạn muốn hẹn hò rồi. Dạ. Giới thiệu, đứng lên giới thiệu cho khán giả đàng hoàng. Dạ. Thử coi. Bắt dạ đầu, 2, 3. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi có một tiết mục là một cặp trai, một cặp gái đến với nhau vì tình yêu và hạnh phúc. Mong các bạn hãy cổ vũ cho các bạn ấy một tràng pháo tay thật to, thật giòn đây ạ. Tại được anh Linh ơi. Tự nhiên lên đây gặp anh Linh, hồi hộp anh Linh. Để anh coi bên kia dạ bằng cấp nha. Bên đây mười mấy bằng cấp. Đây ta ngồi ta sợ, ta nín luôn. Người ta nín luôn. Bên kia mười mấy bằng cấp, bên này em có mấy bằng cấp? Em chỉ có một cái bằng cao đẳng thôi anh. Cao đẳng gì? Dạ công nghệ thông tin. Cao đẳng cẳng đào. Công nghệ thông tin hả? Dạ. À, em thấy anh kia giỏi chứ, mười mấy bằng cấp đó nha. Anh về anh trị bệnh hốt thuốc cho em nè ha. Rồi anh dạy marketing nè ha, dạy làm MC nè ha, có bằng ca sĩ nè ha. Có cái thuốc nào mà ông hốt ông uống vô để ông cao lên mét 8 không? Cái này bỏ tay. Rồi anh giới thiệu thôi, hết rồi đó. Mở dạ màn lên. Rồi hai người gặp nhau nha. Dạ. Kéo màn lên. Trước khi gặp cô gái bên kia anh hỏi em nè. Em không thích điểm gì ở bạn gái của mình? Dạ không thích thứ nhất là nhiều chuyện, thứ hai là không trung tình ạ. Bên kia hơi nhiều quá. Không trung tình. Nói không nhiều thôi chứ nhiều chuyện hồi nào. Nói nhiều, nói nhiều. Bạn gái không thích gì, điều gì bạn trai của mình? Dạ nghe lời mẹ. Nghe lời mẹ, em có nghe lời mẹ không? Dạ không ạ. Trời đất ơi. Nghe lời mẹ. Ở bên bên em sorry. Tùy chuyện chứ không phải là nghe mẹ kêu không cưới vợ là không cưới vợ. Cái cô này kỳ lạ lắm. Mất người ta mẹ. Nghe mẹ lời mẹ ta không cho người ta nghe. Em có nghe lời mẹ em không? Dạ không, nghe lời mẹ những cái gì chính đáng thì nghe, còn những cái vô lý mà nghe ví dụ như em đã quen nhau mấy năm bắt em chia tay em phải buồn chứ anh. Cứng lắm nè. Thôi quay mặt thôi cho ta coi đi ông ơi. Quay đi. Đó, coi nghe lời ai? Nghe lời mẹ hay nghe lời bồ? Đó. Anh đang nghe mặt. Dạ, em cảm ơn anh. Các bạn có 2 phút, bắt đầu. Em người ở đâu? Em quê ở Tiền Giang. Còn những người tên miền Tây đẹp thôi. Em cảm ơn anh. À, đẹp mà dễ thương mà nói chuyện có duyên. Em cảm ơn anh. Được khen là em thích rồi. Bạn trai mình luôn đi vô thì mình yêu rồi đi, để mất công thêm gia đình anh
Là anh là có mấy anh em? Nhà anh ba anh em, anh là Út, ba trai, mà hai người cưới vợ hết rồi. Anh là Út vậy cưới vợ xong có về nhà không anh? Không, anh là riêng. Dạ, ở riêng được anh. Em chỉ thắc mắc có mỗi chuyện thôi. Tại vì em hơi yêu ba yêu mẹ. Mặc dù ở trên Sài Gòn nhưng một tháng cũng phải về một lần. Nên chỉ hy vọng là lúc đó anh cho em đi về. Không, tay đẹp mà, vừa hai anh em mình cùng về. Anh chị ở từ sao đây nói chuyện đây mà nháy nháy nhìn đây là sao trời. Hỏi anh em thấy anh có đẹp không? Dạ, cảm ơn anh. Em thấy anh tạm được không? Anh nói câu này là em mắc cỡ quá. Được không? Dạ chắc là cũng được. Không, anh phải cảm ơn em đó. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái kết thúc có hậu ha. Rồi. Rồi hết okay. Giờ kết thúc có hậu rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ và nhấn nút. 1 2 Gì 2 Cái gì vậy? Tôi mới đếm có 2 à. Cái gì vậy trời? Nôn, nôn lắm rồi. Tôi mới đếm có 2 à. Hai bên đều nôn hết trơn rồi. Ủa sao sao vậy? Em sao mới tính đếm có 2 mà em nhấn rồi? Thấy hợp chị ạ. Hợp. Hợp sao? Nắm tay đi coi coi có hợp không? Rồi em sao nữa? Phụ nữ thì từ từ chứ làm gì mới đếm hai mà nhấn rồi. Hả? Ưng ưng trong bụng quá à hả? Dạ em cũng muốn tìm hiểu thử ạ. À. Cặp này đẹp đôi, hai người hôn nhau một cái đi. Nè trời ơi. Đại cái đi, hôn đại cái đi. Mình trẻ mà, mình hôn nhau một cái đi. 2, 3 Mình nhăn dữ vậy. Cảm giác hôn sao? Dạ em không biết. Còn em hung sao, thấy sao? Dạ thơm ạ. Tóc tóc thơm. Tóc thơm không? Rồi hai người nắm tay xuống dưới hung nữa đi. Ở đây không cho hung xuống dưới, ôm ba hung lia lịa nè. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có ấn mà sao không dính? Em có ấn á. Có không? Có, em có ấn. Có ấn không? Có. Thiệt không? Ủa thì kỳ á. Sao kỳ? Đâu có ấn đâu. Có ấn. Có ấn không? Có. Thề đi. Ấn lỡ. Có ấn, em có ấn á. Làm em hết rồi. Bây giờ tôi hỏi bạn nè. Thí dụ gì giờ lỡ mà tôi không chấp nhận cái ấn là sao? Có hối hận không? Chắc hối hận á anh à. Người ta có tiền ơi, đâu có chạy đâu còn đứng đây mà nè. Bạn biết sao không? Bạn đã làm cho cả cái thánh phòng này, người bạn trai đối diện coi như là đứng tim. Lúc đó là tôi cũng đứng tim mọi người, chỉ là chừng hững nhìn nhau luôn. Tự nhiên bạn em quay... có bấm mà. Em quay lại em thấy màu xanh em còn đứng tim nữa. Tại em có ấn mà chị. Đội thứ 2 hạ màn xuống. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Chào em, ngồi đây. À, chào em tên là gì? Dạ em tên là Quỳnh Giao ạ, năm nay em 26 tuổi ạ. Hiện giờ Giao đang làm việc ở đâu? Dạ hiện giờ em đang làm kế toán của một doanh nghiệp tư nhân á chị ạ. Kế toán là mình làm việc với con số không thôi ha. Dạ đúng rồi chị, nhưng đôi lúc nó cũng khô khan mà cũng hay chi ly nhiều thứ. Dạ. Rồi một chút xíu nữa mình sẽ phân tích cái chuyện này. Dạ. Bây giờ mời bạn nam bước ra sân khấu đi. Rồi mời bạn nam. Chào bạn. À, em chào anh Quyền Linh. À, em chào chị Cát Tường với lại bạn Quỳnh Giao ạ. À. Biết bạn Quỳnh Giao luôn hả? Dạ. Bạn tên gì? Em tên là Hùng. À, bạn bè hay gọi em là Hùng Gấu. Dạ, mà là gấu bông chứ không phải là... Em gấu bông hả? Dạ. Ôi. Hùng đang làm việc ở đâu Hùng? Dạ, hiện tại là em là kỹ sư điện. Hiện đang công tác ở bệnh viện ung bú, phòng hành chính quản trị. Thì, bị điện giật lần nào chưa Hùng? Dạ, em thì bị điện giật thường xuyên nên người em hay có điện lắm. Bởi vậy anh Quỳnh Linh bắt tay có cảm giác tê tê không? Thấy, thấy em tê tê rồi đó. À, Quỳnh Giao nè, mình thấy mình có cái sở trường gì không? À, trong công việc của em thì em... cũng có biết một tí về pha chế á chị, bartender à. Ồ vậy dạ. Hả rồi bạn gái như thế còn bạn trai thế nào? Dạ ngoài việc điện ra thì em còn tham gia công tác xã hội của bệnh viện á. Ví dụ anh Quyền Linh hay là mấy bạn mà có đi từ thiện á thì em là người hướng dẫn. Bạn làm bệnh viện ung bú lâu chưa?
Dạ em công tác ở bệnh viện bú được 3 năm rồi ạ. Mà ở trong bệnh viện nhiều cô y tá dễ thương lắm mà, tao không quen. Dạ ở trong bệnh viện nhiều cô y tá dễ thương lắm, mà mấy bạn hả chơi rất là vui nhưng mà quen không được. Ủa sao vậy, chơi vui sao quen không được? Tại vì mấy bạn á là thích bác sĩ, em thì không thích kim, mấy bạn cứ cầm kim. Mỗi lần mà lên khoa mày thấy mấy bạn cầm kim nữa là em xỉu. Trời đất ơi, gì mà cầm kim mà xỉu? Quỳnh Giao có sợ kim không? Thì cực kỳ sợ kim, đặc biệt như là kim mà tim chích mình đó chị. Còn em có tật xấu gì không? Tật xấu của em là trước khi đi ngủ không có đánh răng. Trời đất ơi. Rồi sau khi thức dậy cũng không đánh luôn? Dạ, sau khi thức dậy á, nếu mà còn sớm á thì đánh răng, không còn sớm á thì mình xúc Listerine xong mình đi. Đó gì vậy? Em sao nghe vậy? Em thấy sao? Dạ thì mình ăn sáng xong mình đánh răng chị Cát Tường. Kỳ vậy? Không, có cũng chấp nhận được chị. Không, mà tối em ngủ có đánh răng không? Có chị, nhiều khi ngày em đánh 2-3 lần luôn à. Tại sáng mình dậy gấp. Tụi bạn đánh răng với nha. Vậy em sẽ đào tạo rồi sao? Trời ơi là trời. Nhưng mà rồi kỳ vậy chị, cái gì đánh răng nghe tự nghe nó giận giỡn với gà. Không sao, đây là ưu điểm á, đỡ tốn kem đánh răng. Anh Nguyễn Linh với chị tranh cãi nhau cái chuyện là cái tình phí đó. Thì bây giờ em có đồng ý, giờ em yêu bạn trai và em muốn tiến tới bạn trai phải tốn ra một khoản phí, em có đồng ý không? Cái đó là sự giống như sự trao đổi thôi chị à, nó cũng không phải gọi là. Nhưng mà anh Linh nó không có phí gì, lấy tiền đâu mà đi chơi, đi ăn, đi uống, đi phượt. À cũng đúng, cũng đúng. Cũng có thể là tính phí á chị à. Ai tính? Bây giờ bên kia tính hay bên này tính? Em sợ bên kia tính á. Tại thông thường là con trai thì chịu nhiều thiệt thòi hơn con gái. Chịu bỏ tiền ra không Hùng? Em đi chơi với bạn là em chi tiền không à? Phải không? Ủa dạ. Này được nha. Nhưng mà chủ yếu em có hẹn đi chơi hay không thôi. Cái này hay rồi nha. Gì vậy? Cái quan trọng là có hẹn hay không à nha. Chứ ta không có hẹn là không có chi à. Đó giờ em chi bao nhiêu lần rồi? Dạ người yêu thì trước giờ chỉ có đi xem ca nhạc, đi xem phim thì tất cả đều em đều lo hết à. Lo hết? Dạ à. Ổn á, chuyện này là mình thấy được rồi đó, thấy được điểm mình á. Bữa nay Quỳnh Giao đến với tham gia chương trình đi với ai? Dạ em đi với bạn á chị. Đi với bạn hả? Bạn dạ. Quỳnh Giao đâu? Dạ bạn của em. Chào bạn. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Huyền Linh ạ. Bạn tên gì? Dạ em là Kim Nguyên, bạn của bạn Quỳnh Giao ạ. Bạn Quỳnh Giao dạ. Hả? Em thấy mặt mày sao, được không? Bên này ok được không? Em cảm thấy là cũng được, nhưng mà bạn đó hơi có bị một cái là hơi lăng xăng, chắc cũng không ổn với bạn Quỳnh Giao cái phần về vấn đề này. Hơi lăng xăng hả? Dạ. Lăng xăng là sao bạn? Ý là tính tình của bạn đúng hòa đồng. Hòa đồng vui vẻ thiệt, nhưng mà nó hơi có một chút xíu gì hơi bị lố. Lố hả? Dạ. Không phải đâu, nhiều khi người ta bị kích động đó em. Bữa nay đến chương trình người ta vui quá đó, người ta hơi bị kích động chút xíu thôi, cái trở về nguyên hạn cái trạng thái bình thường là không có sao hết trơn. Nó làm điện mà phải lăng xăng chứ. Đúng rồi, hồi nãy có nói bị điện giật nhẹ nhẹ nhiều lần đó. Được rồi, thấy nó vô rồi đó. Chị qua thì coi thử. Coi đi, nè, nhìn thẳng trực diện luôn. Nè, 2, 3. Mai mốt đánh răng thì mơ đánh răng buổi tối đi nha. Dạ. Nghe không? Mai mốt mình đẻ con đẻ cái nữa rồi mình phải chỉ nó đánh răng, rồi ba phải đánh răng làm gương cho con chứ. Buổi tối em có đánh răng sau khi đi ngủ. Ngủ rồi mày đánh giờ nào? Dạ sau khi đi ngủ có nghĩa là buổi tối mình, sau khi mình đi ngủ thì mình mới đánh. Ngủ vậy mới đánh. Hồi nãy tôi nghe ngủ vậy cũng không đánh nữa kìa, ngủ vậy rồi bữa nào gấp đi. Gấp quá chị. Sao? Có xin gừng dopamine rồi không sao đâu. Thôi được rồi đó. Ồ, ổn rồi. Cái gì cũng được mà có cái vụ không đánh răng là tôi không có chịu rồi đó. Hơi lăng xăng thiệt. Trời, mắt đẹp quá ta. Đúng không? Đẹp à. Sao không có chịu lăng xăng không? Cái đó giờ mình đào tạo là được sao anh? Đào tạo được, dạ, em đào tạo được. Anh dễ thương lắm, anh lăng xăng chứ. Hết xăng là anh ngồi yên. Bà không thích gì vậy người phụ nam? Em không thích là con trai mà có râu á, râu cá chốt á, em ghét cái cá chốt lắm. Nhìn nhìn, nhìn ghê lắm. Cá chốt mà râu sao em? Nó có hai cái riêu bên đây nè chị, nhìn ghê lắm. Vậy mà nhiều người nói râu cá chốt là tê tê lắm á. Với lại râu quay quay á chị. Quay quay? Nó giống là mình Linh kìa. Nhưng mà anh Linh sạch quay rồi. Thôi được, dễ thương lắm bạn. Được lắm á. Không thích gì ở bạn nữ? Dạ em không thích bạn nữ á, là đi shopping mua nhiều đồ. Trời đất ơi. Mà không có bận. Không bận không lẽ không? Bạn đi shopping về xong các bạn mua đồ các bạn treo trong tủ. Ủa sao bạn biết người ta không bận? Nhiều khi người ta bận trong trường hợp khác rồi sao bạn? Dạ tại vì em không thấy bạn bận. Rồi. Thôi bây giờ mở màn lên đi. Cho hai bên gặp nhau. Bắt đầu. Rồi quay qua 1, 2, 3. Không có lăng xăng nha.
đó không, nội mà ông quay qua có quay lại thấy ông cũng lăn xăng rồi. Nôn 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 đó. Chào bạn. Nói gì nói chào, đi. Chào Quỳnh Giao. Dạ mình có món quà tặng bạn Quỳnh Giao. Con gấu luôn nè. Dạ con mèo á. Tao lo nói chuyện đây đi nè. Quê quê bạn Quỳnh Giao ở đâu ạ? Thật chất là mình ở miền Tây á bạn, quê mình ở An Giang. Bạn có thường xuyên về nhà không ạ? Cũng ít lắm, năm nhiều khi mình về mấy dịp lễ thôi. Tiếp. Nếu mà bạn có ý định kết hôn á thì khoảng bao lâu, quen bao nhiêu thì bạn sẽ có ý định kết hôn? Thì theo như tìm hiểu thì tại vì cũng phải 6 tháng. Theo như bạn này, bạn nghĩ bao lâu mình được kết hôn? Mình cũng khoảng 1 năm. 6 tháng thì sáng tháo rồi, thành ra. Đúng rồi, người ta nói cái gì nó cũng vội vàng đến thì vội vàng đi. Chậm mà chắc. Mình cũng nghĩ là 1 năm. Mình cũng dành dụm để mà tính cho chuyện kết hôn. Khi mà có điều kiện gì đó thì mình sẽ quyết định liền. Tại vì có đủ tiền rồi đó phải không? Dạ đúng rồi, có đủ tiền là chỉ cần chờ người lấy cái số tiền đó thôi. Trời ơi. Còn không mau vào vô. Tình phí có sẵn, tiền kết hôn có sẵn luôn. Để nếu có dịp mình đi về quê bạn chơi. Ok. Đó, ok, hết giờ. Vậy đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có ấn mà sao không dính? Em có ấn á. Có không? Có, em có ấn. Có không? Có. Thiệt không? Ủa thì kỳ á. Sao kỳ? Đâu có ấn đâu. Có ấn. Có ấn không? Có. Thề đi. Ấn lỡ. Có ấn, em có ấn á. Làm em hết rồi. Bây giờ tôi hỏi bạn nè. Thí dụ gì giờ lỡ mà không chấp nhận cái ấn là sao? Có hối hận không? Chắc hối hận á anh à. Người ta có tiền ơi, đâu có chạy đâu còn đứng đây mà nè. Bạn biết sao không? Bạn đã làm cho cả cái khán phòng này, người bạn trai đối diện coi như là đứng tim. Lúc đó là tôi cũng đứng tim, mọi người chỉ là chừng hững nhìn nhau luôn. Tự nhiên bạn em quay... có bấm mà. Em quay lại em thấy màu xanh em còn đứng tim nữa. Tại em có ấn mà chị. Bạn gái đẹp không? Dạ, nắm tay cái đi, nắm tay cái đi. Thấy hai người hợp không? Dạ hợp. Hợp thấy gì đâu hợp. Dạ em này đứng cao hơn bạn ấy một tí, nói chung là em bế em nâng em đỡ gì cũng được, nói chung là cân xứng luôn. Ôm đi, ôm đi, ôm đi. Sáng nay tới đây có đánh răng không? Dạ em đánh răng tới 3 lần lận. Bên kia Hằng Nga, bên đây chú Cùi. Mình giống chú Cùi lắm á nha. 2 phút để trò chuyện với nhau, 2 phút bắt đầu. Chào. Chào. Hỏi. Anh ở Củ Chi luôn hả? Dạ, Củ Chi. Trời dạ. Anh ở Củ Chi, dạ Củ Chi. Em ở đâu? Dạ em ở quận Tân Phú. Quận Tân Phú là dạ. Không biết. Trời. Quận Chi Tân Phú sát bên mà không biết. Kia đó, nắm tay đi. Nắm tay đi. Không. Nắm để ta run tội nghiệp em. Chủ động nắm đi. Thôi thôi nắm. Hả? Gì khỏi, chủ động nắm đi. Thôi được rồi. Được rồi. Hung là xỉu quá, tôi nói thiệt. Không không. Làm dưỡng rồi kia, nắm tiếp đi sao buông ra. Nắm tiếp đi sao buông ra. Chưa mà. Nắm nắm vô, nắm vô. Bạn cảm nhận thế nào với cái hơi ấm bàn tay của bạn gái? Mềm mềm. Thích không? Thích. Sao không hung? Thôi. Thôi vậy. Chuyện hung thì sao đi. Khoảng chừng nào mới hung? Không biết nữa. Rồi chúc mừng hai bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hạ màn xuống. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn.
chào bạn. Bạn tên là gì? Em tên là Nga. Nga bao nhiêu tuổi? Em nay 31 tuổi. À, Nga hiện giờ đang làm việc ở đâu? Em là thợ uốn tóc. Rồi, Hằng Nga, xin mời chú Cụi. Chào bạn, con tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thành Tâm. Thành Tâm? Thành Tâm. Thịnh Tâm hả? Thành Tâm. Nhiêu tuổi rồi? 34. Bạn làm nghề gì? Dạ, làm ở nhà cắt giải. Hình như bạn hơi rung đúng không? Dạ. Căng thẳng đúng không? Có xem chương trình này nhiều lần chưa? Có anh. Rồi sao quyết định đăng ký tham gia chương trình? Tại thấy thích, thích chương trình á. Thích chương trình hay thích muốn kiếm vợ? Thích chương trình với kiếm vợ. Khoan, bây giờ cho hỏi ưu tiên bạn nữ trước nè. Hằng Nga quê ở đâu? Em ở Bình Phước chị. Còn ở với ai? Em ở với mấy đứa cháu em. Mình lên đây được bao lâu rồi? Cũng được 14 năm rồi chị. 31 tuổi là hình như cũng cũng hơi lớn so với tuổi lập gia đình rồi ha. Vậy gia đình có hối thúc bạn không? Mỗi lần em về quê là ba mẹ em hay hỏi lắm chị. Này, bạn thích người bạn trai mình là người như thế nào? Quan tâm, lo lắng cho em, tôn trọng ba mẹ em. Đừng có lăng nhăng. Đừng có lăng nhăng. Bên kia có lăng nhăng không? Không. Có lăng quăng không? Không. Hồi đó giờ có người yêu chưa? Dạ chưa anh. Thiệt không? Có thương mà đi lấy chồng hết. Bạn quê đâu? Chi? Bạn là làm cắt vải hả? Dạ. Gái con trai mà làm cắt vải gì có yếu ớt lắm không? Cắt máy bự lắm chứ không phải máy nhỏ xíu đâu. Máy bự máy cỡ nào? Sân khấu nè. Bây giờ phải áo rồi phải quần. Cắt cái viền để mai áo anh. Mà làm nghề được bao nhiêu năm rồi? 3 năm. À, gia đình có hối thúc lấy vợ không? Cũng có. Cũng bản thân bạn có muốn vợ lắm không? Cũng hơi hơi có. Hơi hơi muốn lấy vợ rồi nha. À, Hằng Nga nè, thấy bạn có vẻ nhút nhát quá phải không? Dạ. Trời, nó nhát hơn bên đây còn nhát hơn nữa. Giờ thí dụ giờ á, mình gặp bạn này, bạn có dám tỏ tình đầu tiên không? Chưa biết làm sao. Theo như bạn giờ muốn gặp bạn gái đầu tiên nào, bạn thương bạn đó, bạn sẽ nói sao? Khó không à? Sao khó? Giờ này coi như đặt trường hợp là bạn thích bạn bên kia lắm nè, giờ chưa gặp bạn nha. Chút gặp nè, thấy thương lắm, dễ thương lắm nè. Rồi muốn lấy làm vợ nè, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì? Anh thích em. Anh thích em hả? Rồi người ta nói không thích rồi sao? Không thích thì chắc không. Trời đất ơi, bạn nhút nhát quá vậy. Nè, hồi nãy nghe nói là bạn đi với anh trai hả? Dạ. Anh trai bạn đâu? Anh Hai. À dạ, chào anh. À, em trai anh nhút nhát quá vậy, làm sao mà lấy được vợ anh? Cái này cũng tùy duyên. Nhưng 34 tuổi chưa có vợ sao được? Cái đối tượng nó chưa phù hợp. Bây giờ anh thấy cô này sao? Chung là nhìn em cũng phúc hậu, cũng dễ thương. Hậu, dễ thương. À bây giờ chị hỏi em nè, em cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em là hiền. Hiền? Dạ, chân thật. Cái lưng đừng có dài quá chị. Cái sao gì? Vậy? Cái lưng đừng có dài quá sao vậy em? Lưng dài quá làm biến. À, lưng dài quá làm biến. Rồi bây giờ nếu mà gặp được đúng đối tượng là em muốn kết hôn luôn chưa? Nếu mà thấy hợp thì có thể sẽ tiến tới luôn. Sanh con nảy cái luôn chưa? Cái đó thì chưa biết. Sao vậy? Phải ba anh đó phải chịu mới được chứ không chịu sao anh sanh con nảy cái. Nhưng mà mình là sẵn sàng đúng không? Dạ. Rồi, bạn rồi. Sao? Mẫu người lý tưởng như thế nào? Cao chẳng mấy sáu. Rồi sao nữa? Hiền, biết làm ăn được anh ơi. Bên đây giỏi lắm, 10 năm chinh chiến làm ăn một mình rồi. Bây giờ trước khi qua coi mặt này chị hỏi là không thích bạn trai ở điểm nào? Gia trưởng chị. Đâu bên em có gia trưởng đâu, thì nhát lắm. Nhát lắm, không có dám làm gì. Vợ la cái té lửa liền à. Rồi, cái gì nữa em? Anh nói chuyện với em mà đừng có nhăn cái mặt, em không có thích. Đâu để tôi coi cái mặt có nhăn không nha. Thấy anh ở dưới là không có nhăn rồi đó, mà không biết bên đây thì sao ạ? Bên đây rung chứ không có nhăn. Trời ơi, rung mà cái mép giật. Mặt xanh lè. Mặt giật như luôn nè. Đâu có gì đâu mà rung, bình tĩnh. Sao hồi hộp cái gì? Đâu có gì đâu hồi hộp. Cũng được. Sao rung dữ vậy, bình tĩnh coi. Em hồi nãy em ngồi với anh dưới bình thường, sao nay rung quá. Trời đất ơi, cái gì vậy mà rung dữ vậy nè. Tôi cho rung mà cái tay rung luôn kìa. Cái mặt xanh lè kìa. Hít thở sâu vô, hít thở sâu vô. Hít vô, thở ra. Đừng chọc em nữa. Không có chọc đâu, người ta nói vậy để cho cười vui vậy, cho đỡ căng thẳng nó một hồi 2 phút trực diện với bạn gái nữa mà rung vậy làm sao. Không, mình thấy bạn rất là dễ thương. Đi qua tôi nói tốt cho nha. Có gì nhớ công ơn tôi nha. Dạ. Nghe không? Còn mấy anh em? 2 nữa chị. Có ai chưa vợ chưa? Chưa, 2 đứa chưa. Chưa ai. 2 đứa là nhỏ hơn nào? Đó. Còn 2 anh nữa đúng không? Đứa con gái với con trai. Em này thứ 3 rồi. À dạ. Rồi thôi được rồi, thôi mệt quá bỏ qua đi. Coi có ông nào cũng chi là may cái tường nha. Ế lắm. Thôi khỏi cần. Có vẻ rất là thật thà, tại vì chị nghĩ một người đàn ông mà chinh chiến nhiều á,
coi như là kiểu như gái gú nhiều á là không bao giờ mất bình tĩnh vậy đâu. Khanh bên này có vẻ chân rồi. Nói chung là dễ thương à, hiền à, ha. Rung dữ lắm à. rung vậy nè. Rồi chào bạn, có rung không? Dạ có chút hả? Nếu như bạn trai bạn rung quá thì bạn có lo lắng được gì không? Tại mới vậy anh ơi. Mới vậy hả? Dạ chứ mai mốt gặp nhau rồi ai biết, nhiều khi không. Mình thấy hai người này giống nhau một điểm là hai người đều rất là chân thành. Bây giờ kéo cái màn lên đi cho hai bên người ta gặp nhau. Bạn không thích ở bạn gái điều gì? Đừng có chân diện xe xu quá, bình thường được, đơn giản được. À không thích son phấn gì hả? Rồi gì nữa? Phụ nữ được rồi, hiền được. Phụ nữ được rồi hả? Phụ nam được không? Hiền. Kéo đẹp lên, chuẩn bị hít, hít thở sâu vô đi nha, đừng có rung nữa nha. Hít thở, hít thở. Kéo màn lên. Bên kia Hằng Nga, bên đây chú Cụi. Giống chú Cụi lắm á nha. 2 phút để trò chuyện với nhau, 2 phút bắt đầu. Chào. Chào. Hỏi. Anh ở Củ Chi luôn hả? Dạ Củ Chi. Trời dạ. Anh ở Củ Chi, dạ Củ Chi. Em ở đâu? Dạ em ở quận Tân Phú. Quận Tân Phú là dạ. Không biết. Trời. Củ Chi Tân Phú sát bên mà không biết. Rồi tiếp 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 tiếp. Bạn có thích thể thao không? Dạ không. Vậy là không có sở thích giống mình. Bạn hỏi em mình đi. Họ thích cắt tóc không? Hết. Có nhắm mắt gì đừng nói liền đi. Đi xuống dưới này coi ca nhạc đồ không? Không, anh làm thời gian tới tối. Là vậy là anh có đi chơi hả? Ít lắm, ở nhà. Bây giờ hai đứa đi chơi thì sao? Ví dụ em nói chắc chừng nào mà rảnh là sao? Chừng nào rảnh? Một người thì mở tiệm tóc từ sáng đến tối, một người thì không có rảnh. Bởi vậy em biết sao giờ em hỏi anh đi. Ví dụ như mai mốt em muốn đi coi ca nhạc hoặc hài gì đó, anh có thể đi với em không? Rồi chắc để sắp xếp được. Ta đã rủ mình rồi mà còn được nữa, mà còn để nó sắp xếp nữa. Rồi bây giờ tới đây mục đích để làm cái gì? Hả? Tìm bạn gái. Tìm bạn gái thì phải sắp xếp thời gian đi. Có chưa? Có chưa? Sắp rồi. Không, nói chung mà anh, chứ anh ăn nói dở lắm. Anh ít ăn nói lắm, nói chuyện không có lưu loát. Giờ hỏi thiệt nha, đó giờ hung lần nào chưa? Hồi đó có nhưng lâu lắm đâu có hung đâu. Giờ muốn hung không? Thôi đừng bắt qua hung rồi. Ta hỏi muốn hung thôi chứ ta có hỏi bắt qua hung rồi nào. Thôi gài á. Thôi hết giờ. Thấy được mà rung mà cái miệng ông giật giật vậy nè, ông xỉu bây giờ đó. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ. Suy nghĩ cho kỹ nha. Đừng có rung rung rồi nhắn ẩu đi. Tôi đếm nè. 1 2 từ để sắp xếp cái đã. Bây giờ á cô sẽ đếm thứ ba, nhưng mà quay qua bên kia nói gì câu đi rồi bấm. Rồi bấm. Ôi, không nói đâu. Hả? Nói đi, nói câu thôi, nhìn quanh kia cái coi bạn nó làm gì. Hai rưỡi. Và ba. Hết thời gian. Ngon rồi. Rồi đó, giờ nắm tay được rồi đó, giờ ta đồng ý rồi đó. Nắm tay đi. Nắm tay đi. Còn không? Nắm để ta run tội nghiệp em. Chủ động nắm đi. Thôi nắm. Hả? Gì khỏi, chủ động nắm đi. Được rồi, không, được rồi. Hung là xỉu á, tôi nói thiệt. Không không. Làm dưỡng ngực kia, nắm tiếp đi sao buông ra. Nắm tiếp đi sao buông ra. Chưa mà. Nắm vô. Bạn cảm nhận thế nào với cái hơi ấm bàn tay của bạn gái? Mềm mềm. Thích không? Sao không hung? Thôi. Sao vậy? Chuyện hung thì sao đi. Khoảng chừng nào mới hung?
không biết nữa. Rồi chúc mừng hai bạn. Rồi. Dạ, dạ. Rồi anh tặng em món quà. Dạ, cảm ơn ạ. Anh tặng gì vậy? Dạ hai vé xem phim chị. À vé xem phim. Tối nay 7 giờ luôn chị. Trời ơi. Anh thích phim hành động hả? Không, tại anh trước khi đi anh lựa coi phim nào điểm cao anh mới mua. Ủa nhưng mà sao tự nhiên sao mới vừa gặp nhau chưa có đồng ý chưa hẹn xem phim rồi rủ gặp một cái người không hợp thì sao? Dạ thì họ có thể lấy hai vé đó đi coi người khác. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên. Xinh quá, gì đây muốn làm cô dâu hay sao mà đội hoa lên đầu đây? À, chào em tên là gì? Dạ, em tên Ngọc Ẩn ạ. Ẩn? Dạ. Ẩn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 25. Đang làm công việc gì? À, em hiện tại là nhân viên ngân hàng ạ. Xin chào bạn ở Ẩn. Ở Ẩn. À, quên Ngọc Ẩn. Xin mời chàng trai. Chào bạn. Dạ, chào anh. Mời bạn ngồi. Dạ, cảm ơn anh. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Hoàng Kim Sơn. Hoàng Kim Sơn. Dạ. Tên ấn tượng ha. Bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi rồi. Làm nghề gì? Dạ em là nhân viên kinh doanh của phân phối nội thất ạ. Phân phối nội thất. Dạ. Có ai nói bạn đẹp trai chưa? Dạ nhiều anh. Hy vọng là ngày hôm nay cô gái bên kia nói mới là điều quan trọng ha. Dạ. 25 tuổi luôn hả anh? Đúng rồi, 25 tuổi luôn. Ẩn nè. Dạ. Chắc là ở Ẩn quá năm năm mới không có bạn trai đúng không? Chứ em quá xinh quá dễ thương như vậy. Dạ. Sao không có bạn trai được? Dạ em nghĩ là duyên chưa tới thôi chị. Duyên chưa tới. Dạ. Đâu lúc mình phải sắp xếp cái nhân duyên của mình chứ. Thế thì trước giờ có bạn trai chưa? Dạ em có hai mối tình rồi. Hai mối tình. Dạ. Rồi bạn mơ ước một đám cưới như thế nào hả bạn Ẩn? Em thích mặc một cái váy trắng trong một không gian ấm cúng và rất là nhiều hoa hồng trắng. Và cô dâu chú rể có thể là khiêu vũ với nhau. Trời ơi hấp dẫn quá, thật là lãng mạn chứ. Bạn trai, bạn mơ ước cái đám cưới của bạn như thế nào? Tiên thì cũng có áo dài khăn đóng cho nó truyền thống chứ. Dạ, xong rồi có thể là một cái sảnh cưới theo phương Tây. Thì cũng như bạn kia nói thì hoa hồng trắng rồi cò hạt gì trên đầu sao gì đó. Nói lung linh dạ. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, ba mối tình. Lý do tại sao bạn mình lại chia tay? Dạ, thì người đầu tiên thì là hồi còn đi học, học sinh thì mối tình đó, học sinh nó không tới được. À, mối tình nó thoáng qua đúng không? Dạ, không có thoáng qua, anh cũng lâu á. Mối tình thứ hai thì em quen online. Online thì nó cũng như vậy thôi, nó không có thể nào nó kết chặt được. Mối tình thứ ba thì người đó họ đi du học. Nên thì xa nhau thì người ta cũng buồn, người ta cũng không muốn tiếp tục. Hai mối tình của bạn thì trải trong thời gian bao lâu? Hai mối tình của em thì nó khá là ngắn là 6 tháng. Hai cái đều 6 tháng hết? Cả hai đều 6 tháng. Ồ, sao lại nhanh vậy? Dạ, cái này giống như khi yêu thì mình không biết được lý do, thì khi chia tay mình cũng không hiểu được lý do. Có thể nhẹ nhàng đến là nhẹ nhàng đi. Vậy bây giờ mình mong muốn cái người bạn trai thứ ba của mình là một người như thế nào? Thứ nhất là phải là người sống có trách nhiệm. Tức là nói được là phải làm được. Và nhiều đôi khi là mình làm được nhưng mà mình không cần phải nói nhiều. Ít nói thôi, nói ít mà làm thì nhiều. Không thích cái điều gì? Không thích đó là người đó không chung thủy. Rồi bạn nam, yêu cầu bạn nữ bên kia bạn thấy sao? Dạ em thấy cũng bình thường thôi. Bình thường đúng dạ. Không? Theo bạn thì bạn thích người phụ nữ như thế nào? Em thích một người phụ nữ hiền lành, đảm đang. Có thể làm được việc nhà, chăm sóc con cái. Cũng đơn giản vậy thôi. Dạ, đơn giản thôi. Bên kia thích người đảm đang đó, em có biết làm việc nhà không? Em rất thích nấu ăn. Nấu ngon không? Dạ, em nấu thì rất là đẹp nhưng mà ăn không được. Là sao? Dạ, nấu rất là đẹp là tại sao? Tại vì em hay chế biến á chị. Tức là một món thì em hay chế biến cho nó thật là lạ và thật độc đáo. Em kết hợp nhiều vật liệu rất là ngon nhưng mà nó lại ra một thứ rất là dở. Tức là thích sáng tạo chưa tới đúng không? Dạ. Rồi. Em không hiểu sao. Rồi những lúc rảnh rỗi thì mình thời gian mình làm gì hiện tại bây giờ? Hiện tại thì em đang đi học cho nên chưa có nhiều thời gian. Nhưng mà nếu có thời gian thì em thích đi học nhảy. Học nhảy? Dạ. À để hôm đám cưới là hai vợ chồng dạ, nhảy với nhau đúng không? À, bạn trai bên kia có thích học nhảy không hay là có biết nhảy chưa? Dạ xưa em cũng có học nhảy mà em học ít lắm. Em không học nhiều.
Nhưng bây giờ người phụ nữ của đời bạn thích học nhảy thì bạn có cho không? Dạ thì gió theo chiều nào mình theo thôi chứ sao vậy anh? Nhưng mà nhảy thì liên quan đến rất nhiều người đàn ông. Không thì đi học em phải đi chung với ai cho đi nhảy người khác. Đi chung nhưng mà nhảy với người khác thì sao? Không cho. Không cho hả? Dạ. Bây giờ rủi hai người vợ chồng đang đi khiêu vũ nè, rồi cái một cái bạn nam ở đâu đó tới mời bạn gái bạn nhảy nhảy thì lúc đó bạn xử trí như thế nào? Thì nếu mà họ chỉ muốn nhảy bình thường thì không sao hết, miễn người kia đừng có ý định gì đó xa hơn. Sao biết được, trước mặt bạn người ta chỉ mời nhảy thôi, nhưng mà lúc ta đang nhảy người ta có ý định. Lúc đó mình sẽ vô giải quyết cái gì. Ơi, giải quyết sao? Các bạn hai người ta đang nhảy lễ vô kéo ra. Thì ấy anh phải vô chứng tỏ này là thuộc quyền sở hữu của tôi. Anh không được. Vô nói luôn vậy đó hả? Dạ. Gan vậy đó hả? Thì bình thường á. Vậy là bạn ghen lắm nè. Nhìn mặt là trai mà ghen lắm rồi nha. Có ghen không? Bên đó có ghen đúng không? Bên này xinh gái luôn nha. Chị nghĩ là em có rất nhiều người đeo đuổi, em có đào hoa không? Dạ không, em rất là chung thủy. Chung thủy là một chuyện mà em chung thủy là bản thân em, nhưng mà người ta ve vãn em á, có nhiều đối tượng ve vãn em không? Không nói được chị. Sao cái gì cũng không nói, phải nói cho bên kia người ta biết chứ. Chắc chắn là có rồi đúng không? Dạ, nhưng mà ý là em như thể hiện rõ cái thái độ của mình, nó là rất rõ ràng trong chuyện tình cảm. Thật không đó? Dạ. Thường ít phụ nữ nào mà như vậy lắm. Tại vì người phụ nữ mà có càng nhiều người thích mình càng khoái chứ không bao giờ mà mình... Không, em không khoái. Em thích một người thích và một người đó phải phù hợp. Đúng không? Dạ. Đó, người đó thích em lắm đó. Dạ. Em không thích gì ở người đàn ông? Tính đàn bà quá. Tính đàn bà là sao? Là hay tính toán rồi không được mạnh mẽ, bản lĩnh. À, em thích tính gì nhất của người đàn ông? À, sống có trách nhiệm. Có trách nhiệm? Dạ. Rồi chờ xíu anh hỏi coi có không nha. Em có là người sống có trách nhiệm không? Sống trách nhiệm mà sao anh? Ai biết không? Dạ. Hỏi gì đó. Thì tùy em suy nghĩ em trả lời thôi. Không, chị nghĩ bên đây mạnh mẽ lắm. Tại vì á, lúc mà thấy người ta mà cua em là tới và thể hiện là đây là thuộc quyền sở hữu của tôi. Đó, thấy vậy là mạnh mẽ rồi, man lắm đó. Thì những gì em làm em phải có trách nhiệm chứ, không thể nào làm nửa chừng em bỏ được. Ví dụ giờ lỡ có con với người ta rồi có trách nhiệm không hay bỏ luôn? Phải cưới với anh. Thôi mà cái đó không có được nha. Phải cưới rồi mới có con. Anh Linh đừng có vẽ đường cho hú chạy thằng bậy thằng bạ. Phát biểu lung tung. Chào em. Dạ chào chị. Đẹp trai nhỉ. Trời cười xinh quá. Quay cái mặt nguyên qua đây coi coi gì có nửa bên vậy. Dù khi bên kia bị lát hay là gì không? Quay cái mặt coi tôi nhìn coi tôi về tôi nói nè. Này giống Cao Minh Đạt nè. Ờ, này Cao Minh Đại. Trai, dễ thương phải chịu trách nhiệm nha. Trung thủy, man lên. Bên này không có thích người yếu đuối đâu nha. Không thích người ẻo lả. Dạ. Man không? Man 99% chị. Vậy 1% còn lại để làm gì? Để khi mà vợ nó giận. Thì sao? Thì phải trùng xuống. À, khi vợ giận trùng xuống. Dễ thương lắm nè, dễ thương lắm. Được. Thấy được rồi đó. Được. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị cho hai người gặp nhau đi. Cặp đôi này thấy có nhiều tình tiết hợp lý với nhau lắm. Chúng ta sẽ kéo màn lên. Xin mời. Hai bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau, trao đổi với nhau và quyết định xem có đồng ý hẹn hò hay không. 2 phút bắt đầu. Dạ, dạ. Rồi, anh tặng em món quà. Dạ, cảm ơn ạ. Anh tặng gì vậy? Dạ, 2 vé xem phim chị. À, vé xem phim. Tối nay 7 giờ luôn chị. Trời ơi. Dạ anh Sơn có thích đi du lịch không? Có, anh hay đi du lịch lắm. Anh thích du lịch kiểu là mình đi dạng bụi hay là dạng ngoài nghỉ dưỡng? Kiểu nào anh đi cũng được, nhưng mà thường anh thích nghỉ dưỡng hơn. À dạ, em thích kiểu bụi hơn. Tại vì anh nghĩ là lâu lâu mình có cơ hội thì mình xả stress hay gì đó. Đừng có là thích thư giãn hơn đúng không? Đây là phim gì vậy anh? Equalizer. Là thể loại nào? Hành động. Hành động. Anh thích phim hành động hả? Không, tại anh trước khi đi anh lựa coi phim nào điểm cao anh mới mua. Ủa nhưng mà sao tự nhiên sao mới vừa gặp nhau chưa có đồng ý chưa mà hẹn xem phim rồi rủ gặp một cái người không hợp thì sao? Dạ thì họ có thể lấy 2 vé đó đi coi người khác. Em nghĩ là tối nay em sẽ đi coi phim một mình hay là đi coi phim với bạn ấy? À, chị chút nữa biết chị. Chút nữa. Còn nước kẹt quá em rủ chị Cát Tường đi kìa. Dạ cũng được. Cũng được. Anh có thích nhảy không? Nhảy anh thì ít khi nhảy nhưng mà nếu ai rủ thì anh cũng nhảy thôi. Còn kêu anh thích thì anh chưa chắc gì anh thích. Rồi hết thời gian.
Chúng ta sẽ cảm nhận, nhắm mắt lại và có đồng ý hẹn hò hay không. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sẵn sàng. Đồng ý hẹn hò hay không đồng ý hẹn hò? 1 2 và 3. Hết thời gian. Lý do tại sao bạn gái nhấn chậm vậy? Dạ em ấn mạnh, ý là em ấn mạnh nó không có vô. Bạn có lo mà nó không vô luôn không? Dạ cũng có. Nếu mà lỡ mình ấn nó không vô, nó không cháy đèn đỏ lên là cũng tiếc lắm đúng không? Nhấn lại đó. Hả? Không nhấn lại. Bạn nắm tay bạn gái đi. Tôi cảm nhận thế nào về buổi gặp gỡ đầu tiên này? Nó không ít nói mà không vơ lẹ chứ trời. Nó ít thôi hành động như vậy chị. Nói chung là chúc mừng buổi đầu tiên gặp mặt, chúng ta đã có nhiều cái suy nghĩ chung ha. Hy vọng rằng các bạn sẽ phát triển những cái chung đó. 2, 3. Từ khi quen em, anh đã biết vui rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng. Nụ hôn thơ ngây chờ em rồi. Em yêu kiểu thiết tha, cho lòng đắm say. Cuộc tình ở dài lâu, ngủ sâu vòng tay êm ái. Bây giờ trong người em cảm giác kinh thiên thế nào? Thấy rất là tò mò. Mà có thấy cảm thấy sự phấn khởi trong người không? Chị hỏi em ngại quá. Không, em ngại chứ chị là chị thấy phấn khích trong người lắm. Trời ơi, em muốn giếm màn em coi liền luôn. Không có được, không có được. Rồi, xin mời chàng trai của cặp đầu tiên để xem chàng trai ngày hôm nay trong tình yêu suy nghĩ như thế nào. Wow, wow. Xin mời bạn ơi, rất đẹp trai. Thank you. Phong trần. À, ngầu hả? Đeo kiếng vô cho ngầu nữa đây. Em đeo kiếng vào thì nó hơi giả nhau một chút. Vậy đó. Đó. Đẹp trai. Bạn tên là gì? Thank you. Em quen quen nè, hình như chơi chương trình trong bạn có thực tài nè. Dạ vâng. Tuyền, Tuyền đúng không? Dạ vâng ạ. Tấn Ngọc Tuyền. Dạ vâng. À, nhớ rồi, chàng trai rất là nhiều tài lẻ. Dạ vâng. Đàn ca sướng hát. Tấn Ngọc Tuyền năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào em, tên là gì? Dạ, chào chị, em tên là Từ Nguyễn Nguyên Di. Dạ, em 19 tuổi. Cái gì? Dạ phải, cách đây 10 năm. Cũng chơi, cũng chơi tôi nữa. Dạ. Ô, nói chung là em quá trẻ. À, hiện giờ em đang làm ở đâu? Dạ, em đang làm ở một cái công ty chuyên về sản xuất mực công nghiệp. Bạn Tấn Ngọc Tuyền, nghề nghiệp của bạn hiện nay là gì? Em là giảng viên về âm nhạc và vũ đạo. Tôi bạn sáng tác hả? Dạ vâng. Hay là dạy đàn? Cả sáng tác, cả dạy đàn và dạy nhảy. Hôm nay tôi hào hứng trong người quá à. Thôi bây giờ là tôi muốn khai thác bạn nữ. Hiện tại về công việc chính của em á, em làm cái trách nhiệm vụ gì trong cái công ty của em? Dạ thì làm trong phòng kinh doanh công ty của gia đình. Trước khi mà em làm việc cho cái công ty của ở gia đình mình á thì em làm việc ở đâu? Dạ em học bên Úc chị. Ủa, ở bên đó bao lâu? Dạ được 8 năm rồi chị. Em về đây được bao lâu? Dạ cũng được vài tháng, em về hồi tháng 3 á chị. À là chị có mới về Việt Nam mấy tháng này? Mới về đây thôi. Sao biết chương trình bạn muốn hẹn hò mà đăng ký tham gia? Dạ đầu tiên thì ba má em coi á anh Linh, ba má em kêu vui lắm vui lắm, nhưng mà ba mẹ em không có nghĩ là em sẽ đăng ký. Cái đến khi mà em đăng ký thiệt là ba em xìu hẳn luôn. Ba em còn tặng em cặp khẩu trang nữa, kêu là trời ơi đi nhớ đeo vô nha, mắt con bên kia bấm nút thì đeo khẩu trang về cho nó đỡ nhục. Trời ơi. Không, em yên tâm dùng. Đi cái khẩu trang của ba em chắc không có sử dụng được đâu chị, mà nhìn em chứ còn chịu không nổi nữa mà. Anh nói Tăng Ngọc Tuyền nghe nha, cô bên kia rất là lanh nha, học ở Úc 8 năm nha. Bây giờ bạn có thể giới thiệu sơ cho cô bên kia biết nè, bạn dạy âm nhạc, sáng tác nhạc này kia, mà bạn có ca khúc nào về tình yêu chưa? Dạ có rất nhiều. Ví dụ bạn hát tặng một ca khúc về tình yêu cho bạn kia bên kia đi. Của em hay là của người khác? Rồi bây giờ tôi yêu cầu lãng mạn nhất đó. Okay. Ai không cần biết, vỗ tay. 2, 3. Từ khi quen em, anh đã biết vui rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi.
Người yêu ơi, xin em chớ quên. Mùa xuân trên cao, ngàn hoa lá lấp lánh nắng, nụ hôn thơ ngây chờ em rồi. Em yêu kiều thiết tha, cho lòng đắm say. Cuộc tình ngờ dài lâu, ngu sâu vòng tay êm ái. Bây giờ trong người em cảm giác như thế nào? Thấy rất là tò mò. Mà có thấy cảm thấy sự phấn khởi trong người không? Chị hỏi em ngại không? Không, em ngại chứ chị là chị thấy phấn khích trong người lắm. Trời ơi, em muốn giếng màn em coi liền luôn. Không có được, không có được. Tôi xin hỏi là Phan Ngọc Tuyền đã trải qua khoảng mấy mối tình rồi? Năm. Năm. Lý do tại sao? Hai mối tình đầu là do non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm. Rồi. Mối tình thứ ba là khi đã chín chắn và tìm được đối tượng nhưng lại không biết quý trọng. Thứ tư là tuyệt đỉnh tình yêu nhưng thời gian và địa lý chia cách. Thứ năm là lúc đó em tự lừa dối bản thân, tức là bởi vì em muốn tìm lại hình bóng đó và em yêu một cách là giống như kiểu là một cái sự thay thế. À, tức là bạn nghĩ bạn chọn ra cái hình bóng của người trước để chọn người yêu. Người ta biết được, người ta bỏ bạn luôn đúng không? Dạ vâng. Đó là sai lầm, vẫn là em. Lần thứ 6 chắc có lẽ mình rút kinh nghiệm nhiều hơn đúng không? Đúng ạ. Bây giờ mình xác định cho kỹ đi, đối tượng của mình phải là người như thế nào mới hợp với bạn? Chỉ cần phong cách phương Tây một chút. Đó, mình rút vậy. Rồi, em không thích điều gì ở người phụ nữ? Nói nhiều. Nói nhiều. Còn gì nữa? Em có tật xấu gì? Em có rất nhiều tật xấu. Lăng nhăng. Hả? Cái gì vậy? Nếu mà có người yêu sắp tới là bỏ nha. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Rồi, còn tật xấu gì nữa? Dạ, bởi vì em nghệ sĩ cho nên thỉnh thoảng em rất hay quá trớn trong việc đùa cợt. Hơi khùng khùng đi điên khùng chút khùng đúng không? Khùng nghệ sĩ nào cũng tính vậy thôi. Vâng. Nói chung là từ từ là thay đổi. Ha, rồi còn gì nữa? Nóng tính. Gì? Em có thích người yêu của mình là một nghệ sĩ không? Dạ, chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ thử nghĩ coi. Tự nhiên cái nó tắt luôn cảm xúc mình. Là sao? Tự nhiên... Nghe chữ lăng nhăng. Dạ, lăng nhăng á. Lùng bùng lỗ tai luôn. Nó đè một cái bẹt, em bẹt tí luôn. Không sao em, tại vì á, hồi đó giờ cái anh này anh quen những người khác, mà mấy người đó toàn là đu đeo thỏa ảnh cho nên ảnh mới lăng nhăng. Bây giờ em làm sao mà em phải lật kèo lại cho chị? Em đừng có xúi người ta lăng nhăng đi nha. Em tự nhận xét em là người như thế nào? Rất là khó chịu. Ai mới gặp em cũng kêu em chảnh hết trơn á. Cái mặt như cái bánh mầm bánh bèo vậy á. Bèo đó, bánh bèo. Nhưng mà nếu mà tiếp xúc mà chơi lâu dài thì mọi thứ thay đổi. Nói chung là khác hẳn. Em rất là thương bạn bè. Thì nếu mà chơi được thì em sẽ rất là hết lòng với bạn bè. Em nói nhiều lắm. Dạ em ghét. Rất là thích một cái người đàn ông là... Thích người đàn ông gì em? Dạ cá tính mạnh. Bên đây cá tính lắm, ngon thật. Em không thích cái gì ở người đàn ông? Dạ lăng nhăng, nóng tính. Người đàn ông mà giống như là nhu mì chút xíu thì vẫn dễ chịu hơn. Không phải là nhu mì mà là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Em yên tâm đi, nghệ sĩ cứng đầu lắm em ơi, nó khùng khùng. Khùng thì em không sợ, chị khùng thì em còn khùng hơn. Đúng rồi, nó vậy. Quá, để tôi coi coi. Dễ thương quá là. Ủa cái này khùng được à nha. Cặp đôi này hấp dẫn à. Bên đây cũng khùng, bên kia cũng khùng nữa. Nói chung á là khùng dễ thương, mình nói vậy thôi. Nhưng mà anh nghĩ rằng cô bên kia cũng cá tính giống như em vậy. Nhưng vấn đề là hai bên sẽ kềm chế với nhau thôi. Hai bên kiềm chế với nhau. Ủa bữa hôm em thì kềm chế chút xíu em sẽ hỏi người kia, anh không biết bao nhiêu tuổi chị quên rồi. Kìa. Bao nhiêu tuổi chị quên? 30 tuổi. 30 hả? Bên này 29. 29 gặp 30. 29 30. Trời ơi. Em nhảy hay hơn chị. Được không? Em hát hay hơn chị. Dạ, còn gì nhưng nữa? Mà diễn chưa chắc em diễn bằng chị. Bây giờ mình tiếp cận người đẹp, mình chinh phục người đẹp bằng một trái tim chân thành. Dạ. Bỏ cái diễn xuất qua một bên đi. Đúng rồi. Rồi. Mở màn lên là phải tập trung chuyên môn nha. Đầu tiên tôi nghĩ rằng bạn gái. Dạ. Em đi với đây theo bài. Dạ em đi với bạn em. Bạn đâu? Dạ ngồi dưới. Dạ chào chị. Hồi nãy giờ em thấy được hai bên đúng không? Em dạ thấy rồi. Bạn trai bên kia có phù hợp với bạn gái của mình không? Em không phải chị Di cho nên giờ kêu chọn cũng không biết là phù hợp hay không nữa. Nhưng mà theo nhận xét của em thì người bạn trai bên bệnh có dễ thương không? Thấy cũng dễ thương, lãng tử. Nhưng mà thấy lăng nhăng là phải đánh dấu chấm hỏi thiệt là lớn rồi. Dạ hết rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mở màn lên để cho
anh chị sẽ gặp nhau và nói chuyện với nhau. Ngồi xuống đi em. Dạ. Từ từ bình tĩnh, đừng có vội. Chuẩn bị, màn đau kéo lên. Rồi, chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Mời hai bạn. Wow. Anh làm quá. Rối rồi, bối rối rồi. Chắc luôn. Anh rất thích những cô gái có phong cách phương Tây. Gì vậy trời? Thực ra nói rằng anh lăng nhăng thì không hẳn, mà chẳng qua do anh yếu đuối trước những cám dỗ. Giống như là giống như anh Tiết Cương nói là anh không có bắt cá hai tay mà một tay anh bắt hai con, anh bằng nguyên cái rổ là anh hứng cá vớt cá luôn. Anh là một người thích phiêu lưu như vậy, chắc chắn anh là một người thích vượt qua thử thách. Khi anh thấy thích một vấn đề gì đó, dù nó khó khăn hay nó có nhiều cánh cửa, anh cũng sẽ cố gắng chứng minh anh là người giỏi nhất và xứng đáng có được nó nhất. Em có giống như vậy không? Nếu em cảm thấy mà anh làm đúng thì em sẽ ủng hộ. Dù em có bấm nút chọn hay không, anh cũng sẽ nắm lấy cơ hội này. Anh suy nghĩ cho kỹ nha, em nói nhiều lắm. Nói nhiều lắm luôn á. Anh cũng rất lăng nhăng. Thì em có quyền không bấm nút không anh? Đúng. Rồi, chúng ta trở về vị trí cũ. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Nếu như bạn đồng ý hẹn hò thì bạn sẽ nhấn nút. Nếu bạn không đồng ý thì bạn không nhấn nút. 1 2 3 à, rồi, bấm rồi, bấm hơn nút luôn rồi. Tôi thấy rồi, cái người mà tỏ vẻ là thể hiện quá thì cái người đó bao giờ cũng yếu đuối hết trơn á. Cái người ta bình tĩnh, người ta nhẹ nhàng, người ta giấu vào trong. Tôi xin hỏi bạn nữ, bạn nghĩ gì về bạn trai đối diện với bạn? Dạ thú vị anh. Thú vị? Dạ. Cũng khùng khùng. Anh thú vị có nghĩa là thôi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Chúc hai bạn sẽ quản lý được cái khùng của nhau. Ha. Chúng ta sẽ chờ để quay xuống.